Xin chào mấy chị nha, chị em là mình đang xem chị em là mình đang xem livestream thì mình chia sẻ livestream trên nhóm hoặc là lên trang cá nhân công khai thì nhiều lần lên các hội nhóm để mình săn hàng 10k không boy cái gì bé mượn iPad rồi chuyện gì lấy ra ngoài xe lấy kẹo lắm gì rồi chị em nào mình đang xem livestream thì mình chia sẻ live dùm chân nhé, chia sẻ live dùm chân một lần lên trang cá nhân công khai và nhiều lần lên các hội nhóm hay Nguyễn Thành Trung nè. Hôm nay rảnh rỗi vô xem livestream rồi không? Lại ăn. Hello chị Thoại My, ủa chị Thoại My ơi nhận hàng chưa? Rồi chị em là mình đang xem live thì mình chia sẻ live dùm trên nhóm một lần lên trang cá nhân công khai và nhiều lần lên các hội nhóm dùng trên nhóm để săn hàng với giá 10k nha. Rồi chị em là đang xem live thì chia sẻ live sau đó chấm tương tác để cho biết là mọi người đang coi ha. Chia sẻ dùm chân một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm sau đó nhớ chụp màn hình lại. Rồi chị em nào mà mình mua được áo với giá 10k thì nhớ cho mình hình lại rồi gửi qua inbox cho Trinh là mình đã chia sẻ mua cái áo đó nha. Hôm qua chị nào mà mua được hàng 10k mà không chụp hình inbox cho Trinh đó thì Trinh sẽ xả hàng nha, tại vì Trinh nói rồi chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên 5 hội nhóm thì mình mới được mua giá đó, nên là mấy chị ơi hôm qua bán giá 10 áo 10k cho mấy chị hết đó, nên là chỉ là tạo tương tác thôi, nên là chị em nào mà mình tham gia cái mini game này thì nhớ chia sẻ dùm Trinh nhé, một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm. Rồi chị em nào mình đang xem live thì mình chia sẻ live dùm Trinh và chấm tương tác không. Ồ vậy hả, bạn biết là ông chia sẻ live dùm tôi nha. Rồi cảm ơn Phương Lan đã chia sẻ 10 nhóm nè. Hello Hiếp Nguyễn nè. Rồi chị em này đang xem livestream thì mình chia sẻ live nhé. Hôm nay thì chờ chân xíu, chờ chân chút chân chia sẻ live nha. Rồi chị em nào mình đang xem live mình chia sẻ live rồi thì mình chấm tương tác dùm Trinh với nhá, chấm tương tác dùm Trinh với chia sẻ mạnh tay dùm Trinh nhá, một lần lên trang cá nhân công khai nhớ nhá, một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm, sau đó nhớ quay lại đây và chấm tương tác để tạo tương tác với nhau đầu like để cho khỏi bị ẩn bình luận đó, với lại là bình luận khỏi bị chậm nha. À chị hẹn cái điện thứ hai lấy họ dạ. Thứ hai nhân lấy họ em nhá, chứ không là nó hàng về đó của em. Có nhiều khách hẹn mà không có bưu điện, nó không có gọi điện cho bên em, cái là nó tự hoàn về, cái là lại tốn phí của em nữa. Rồi mới 24 lượt chia sẻ thôi ạ, trong đây em đang thấy có 45 chị nhớ chia sẻ giùm em nhé. Mỗi chị mình chia sẻ một lần lên trang nhau công khai nhiều lần các hội nhóm thì giờ này là chắc lượt like cũng đã lên rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ sẽ lên áo 10k trước nha. Lên áo 10k trước để mình tạo động lực mình chia sẻ like nha. Chị em nào mà chia sẻ live stream thì mình mới được mua giá này thôi cả nhà nhé. Không ở đâu mà bán cái áo Quảng Châu như thế này mà với giá 10.000 đâu. Nên là chị em nào chia sẻ like thì được tham gia mini game ha. Wow. Trời ơi. Một cái áo mà dấu quần đẹp hết sảy coi như là vậy luôn. Áo thun dấu quần nha. Rồi chia sẻ like giùm em đi mấy chị ơi, chia sẻ like giùm Trinh đi ạ. Chia sẻ like đi, lên lượt xem thì Trinh sẽ bán áo này với giá 10k nha. Lên lượt xem thì Trinh sẽ bán áo này với giá 10k nha. Trời ơi không đâu mà bán cái áo này với giá 10k nha. Quá tuyệt vời luôn, áo dấu quần nha. Áo trắng form dấu quần này tuyệt vời quá. Đẹp nhất mắt luôn.
chia sẻ dùm chân nhé, chia sẻ nhanh tay dùm chân nhé. Một lần anh cho các nhanh khai và nhiều lần các học nhóm nhé. Chấm rôn rẻ và chị ơi chị em nào đã chia sẻ thì nhớ, nhớ là phải chụp màn hình lại cho chân nha. Hôm nay thì mạng có bị lag không cả nhà ơi, có ai xem mà thấy mạng lag không ạ? Hôm nay có ai xem live mà thấy mạng lag không ha? Rồi để cho rôm rã nè. Mã nha. Mã để mua áo giáo quần nè. Chia sẻ like. Chia sẻ like mua hàng nha 10k nè. Mã là chia sẻ like mua hàng nha, thấy Phạm Thảo. Mã là chia sẻ like mua hàng nè 10.000 nha. Chia sẻ like mua hàng 10.000 ạ. Nhớ chụp màn hình lại dùm chân nha, nhớ chụp màn hình lại dùm chân nha. Ủa bên này có cái áo của chú quần 99.000 hả? Ừ. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nha, chị nào đã chia sẻ thì comment dùm chân nha. Em ơi, tham gia mini game mà chị đâu thể để ra được đâu. Chị nào mà rồi Hiếp ơi chụp màn hình giùm chị nhé, chia sẻ một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm, nhớ chụp màn hình lại gửi cho chị nhé. Rồi Hiếp Nguyễn nè, báo người trai cho Hiếp Nguyễn nè. Chia sẻ giùm chị nha. Áo phong rộng nè, 19k cho chị em chia sẻ like nè. 19k nha. Rồi. Mã là 7979 nha. Mã 7979 19k. Mã 7979 19k nha. Thì chia sẻ lên 5 lần lên cho cá nhân công khai đây đi. Mã là 7979 nha. 19.000 mã 7979. Quần jean nha. Quần jean 25k. Size 26 nè. 25k size 26 nè. Gửi qua tin nhắn cho chị bé ơi. À chia sẻ lên hội nhóm giùm chị nha. Rồi, comment trên quần 25 nè, size 26 nè. 7979 nha. Áo 19 là mã 7979 nè. Quần 25.000 nha. Bộ em mặc gói chị ơi. Bộ chị đang mặc là size L nha. Bộ chị đang mặc là size L. 7979 2 mã 7979 dùm chân nha. Áo này là form nó rộng nha mấy chị nha. Comment trên 7979 chia sẻ like chụp màn hình dùm chân nha mấy chị nha. Mấy chị chơi mini game nhớ chia sẻ like và chụp màn hình dùm chân thì mình được mua với giá này nha. Rồi ạ, mã 7979 nha. Mã hình như hơi lag. Hơi bị chậm. Áo thun Quảng Châu nhé, áo thun Quảng Châu á. Chơi mini game áo đó thôi ha, chơi mini game thôi ạ. Chơi mini game để luôn lên lượt tương tác nha. 7979 2 lần mã số 79 giùm em kèm với số điện thoại giùm em nhé. 2 lần mã số 7979 cộng với số điện thoại giúp chân với.
Rồi chị em nào mình đang xem livestream thì mình chia sẻ livestream kênh nhá. Hôm nay mẹ đầu livestream thì nó hơi bị lag ạ. Cái áo màu cam nó mã là 7979. 7979 25 cộng số điện thoại em đã chốt nha. Mấy chị mua hàng nhớ là mã cộng số điện thoại giùm em. Chị nào ngày hôm qua có đơn rồi thì ghi giùm em chữ dồn, còn chị nào chưa có đơn thì comment giùm em nha. Comment số điện thoại giùm em với chốt nha. Mã cộng số điện thoại với chốt nha. Còn chị nào đã có đơn rồi thì comment giùm em chữ dồn. Comment mã 7979 nha, rồi ai chốt trước thì em lấy để em coi ai comment đúng trước thì em chốt cho người đó nè. Đầu live em nói với chị là tương tác nhiều nhiều tí đi, đỡ bị ẩn bình luận. Xét chị mặc 85.000. Chốt cho Phương Thảo này. Phương Thảo chia sẻ like cho màn hình lại dùm chân nha. Xét 85 này size L đó, chị Hoa Võ Thị mặc vừa. Chốt cho bà Vi Nguyên nè. Set này size L á, 85.000 một set thôi ạ. Quần thì có nha, quần có size XL. Rồi, chân váy công chúa nè. Đó, chân váy công chúa dễ thương không? Chân váy công chúa mặc váy áo trắng như thế này rất là đẹp luôn nè. Chân váy công chúa nha. Rồi, chân váy công chúa 30k này, chị nào lấy chốt thì chân mã 30 nè. Mã 30k nha, chân váy công chúa mặc rất là dễ thương luôn, mặc với cái áo này là y bài luôn á. Hoa Võ Thị ơi, size L chị mặc vừa không? Rồi chị nào lấy chốt dùm chân nha, chốt dùm chân mã 30.000 nè. Chị em nào mới vô xem like, chia sẻ like dùm chân thì mới được mua với giá này ha. Không chia sẻ like thì không mua được với giá này nha. Không có size S đâu chị ơi. Có em ơi là có nha. Rồi, chị nào lấy cho mẹ em mã 30 nè. Rồi, quần riêng size nhỏ này, size 26 nè. Quần riêng size 26, 29.000. Chị nào lấy cho chân 29 nè. Size 26, 29.000 nha. Size 26, 29.000. Chị em nào chia sẻ livestream thì chụp màn hình lại dùm chân với. 29.000 này, quần riêng 29k nè. Quần riêng 29k nha. Set nè. Nha. Rồi chị em nào đang xem thì nhớ chia sẻ like dùm chân nhé. Chia sẻ nhớ chụp màn hình lại và gửi cái tin nhắn qua cho chân nhé. Chia sẻ xong thì nhớ chấm tương tác hộ chân nha. Rồi đây ạ. Set bộ này, set bộ nha. Set bộ là 52 cái đổ lại mang vừa nè. Set bộ 52 cái đổ lại mang vừa nha. Set bộ 49k, chị nào lấy thì comment dùm chân set 49 nè. Set 49 52 cái đổ lại mang vừa, comment dùm chân set 49 nè. Set 49 nè. Chân đang mặc nguyên set nha, cái này set L nha, cái này size L nhưng mà rộng lắm. Cái quần của nó rộng lắm, về nhà phải bóp vô nha. Rồi đầm thun thái này, màu da siêu cực đẹp luôn nè. Chị nào lấy set thì mặc thì comment set nha. Chị cũng có size M. Đây cho coi cái set quần nè. Quần này chỉ có size L thôi. Quần này size L nha, size L mặc nó rộng cái bụng lắm, chân phải bóp.
mua về á, mình mua về mình bóp cái bụng thôi, tại vì cái này nó chỉ bị chật cái bụng thôi. Tại đây quần bét gây mà, quần bét gây thì mình mua về rộng, bụng thì mình chỉ cần bóp cái bụng thôi. Còn bét gây thì ai mặc cũng được hết á. Ví dụ như form ống suông hay form ống đứng thì mình sẽ sợ. Chứ còn ví dụ như quần bét gây á thì mình mua, nói chung là mình mua size hơi lớn chút xíu càng tốt. Mình về mình bóp đây cái quần rất là đẹp ha. Hương mặc không vừa đâu. Rồi váy nha, váy form suông nè. Cái này, cái quần này thì chỉ cỡ 50kg trở lên thôi. Lovey. Rồi váy 55.000 nha, chị nào lấy comment giùm chân váy 55 này, quá đẹp luôn, váy thun thái 55.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm chân thái 55 này. Thái 55 nha. Bộ trên mặt không có size M. Thái 55 này, comment giùm chân thái 55, 55.000 nha. Bộ trên mặt chỉ còn quần thôi à. Có quần thôi không có áo ha. Có một set có áo thôi. 45kg không vừa. Hương bóp hả? Đây cái quần của nó là như vậy nè mấy chế. Váy 55 chốt cho Bích Hệ Phạm này. Cái quần của nó là như vậy nè. Quần dạng như bét ghi mà khoảng cỡ 50kg đổ, 50kg trở lên thôi. Ví dụ về thì mấy chị bóp hả? Bóp sợ bóp vô hơi nhiều á. Chắc cũng được á. Quần nha. Quần không nè. Quần không thì 60k nhé. Quần này vải đẹp lắm. Quần không thì 60k nè. Quần của chị hả? Không có size S đâu. Quần này là size bé ơi. Có size XL á. Size XL này chắc phải 50-60kg mà cũng vừa. 58-60kg á. Size XL này 58-60kg. Tại vì chị mặc rộng lắm. Chị mặc rộng bụng á. Quần chị mặc rộng bụng lắm. Để chị coi còn size gì nữa nè. Size XL này 58-60kg vừa nó. Quần 60.000 nhé. Quần màu cam này mặc cái áo màu trắng đẹp lắm. Nguyên set trên đang mặc là 85.000 thì chỉ có một set thôi nha. Quần 60k này. Size XL nha. Chân mặc rất là rộng luôn nè. Chân phải bóp đằng sau nha. Bessie chốt rồi baby. Bessie chốt rồi. Bessie hết rồi. Giờ này còn Bessie nữa. Nạn đi bộ cưng. Rồi size XL nha, 60k này, quần này quần form bét ghi nè. Về mua mặc với áo màu trắng đẹp lắm. 45kg không vừa đâu chị. 50kg đổ lên thôi, 50-58kg đổ lên. Về rộng thì bóp vô nha. Quần 60k chị nào lấy chốt trên mã quần cam nè. Ai biểu vô xong người ta chốt từ nãy giờ rồi. Quần cam nè. Mã quần cam nha. Mã là quần cam nè. Tối trà sữa Ngọc ơi. Em ở cái dưới Đắk Nông nha. Mã là quần cam size XL. Chị nào mặc XL thì comment giùm chị size XL này. Quần này mặc dễ thương lắm. Màu của nó mặc rất là dễ thương, rất là sáng nha. Rồi lên set nè. Em bắt đầu lên set nha. Set này trời ơi, set này dễ thương lắm nha. Set này rất là dễ thương luôn. Size set size M này. Dễ thương cực kỳ luôn. Chấm bi nha. Đó, áo phun chấm bi này. Một cái quần màu đỏ siêu cưng luôn, size M nha. Size M nè. Hết váy suông rồi, cái đó là khách xã Hương ơi. Bữa quá trời luôn mà bữa giờ không thấy vô. Rồi set M nha. Set M nè. Set M 85.000, chị nào lấy comment trên set M nè. Rồi cái quần này siêu đẹp luôn, vải siêu đẹp luôn. 85.000 nha. Vải áo cũng rất là đẹp luôn. Nguyên set này 85.000, chị nào lấy comment trên set 85 là set này rất là đẹp luôn. Đẹp cực kỳ luôn nha. Set 85 size M, chị nào mặc size M thì chốt hình trên M 85 nè. Đẹp mà không vừa hả? Không vừa về bóp lại em ơi. Về bóp lại. Áo 10k này, chị nào lấy chất hình chân sọc 10 nè. Sọc 10 50kg đổ lại vừa nè. Sọc 10 nha. Về bóp lại đây đi. Comment cho em mã sọc 10 nha. Bo ơi, lấy cho chị bé cái cục sạc đấy Bo ơi. Comment nó bị nhảy chậm hay sao? Chị nào đang xem chia sẻ like trên với Bo. Sọc 10 nha. Size S này 25.000 nha. Quần 25k cho chị em là chia sẻ like này. Comment là trên mã 25 nè. Mã 25, 25.000 nha. Rồi chị em là mình mới vô xem like thì chia sẻ like dùm Trinh nha. Chia sẻ like dùm Trinh nha. Quần size 20. Quần set
set quần size 29 siêu đẹp luôn nè. Set quần size 29 75 ngàn, chị nào lấy thì comment cho trên set 75 nè. Comment giùm em set 75 nha. Set 75 size 29 nha chị. Nào mình mới vô xem live thì mình chia sẻ live giùm chân với nha. Chia sẻ live giùm chân với nha. Hôm nay hơi đau họng nên là nói hơi ít, nên là mấy chị chia sẻ live giùm chân với. Mới lên hết pin. Thế là hỏi váy suông rồi, ra váy suông nè. Chia sẻ like giùm chân mấy chị ơi, chia sẻ mặt tay giùm chân nha. Bà Ngọc này còn màu đỏ này, bà Ngọc ơi. 55 cành, chị nào lấy chốt giùm chân mã đỏ 55 nè. Đỏ 55 thương thái này, 55 kiểu lại mặc vừa nha, đỏ 55 nha. Chốt giùm em mã đỏ 55 nè. Đỏ 55, 55 ngàn nè. Em đang like nha, mấy chị nhắn cho em không có nhìn thấy nha mấy chị nha. Chốt giùm chân mã đỏ 55 này, trời ơi. Chốt mã giùm em chị ơi. Chốt giùm em mã đỏ 55 nha. Con sâu nhỏ này. Hôm nay lượng tương tác yếu dữ chưa? Rồi bộ nha, bộ đồ KT Thái màu vàng nè. Bộ đồ KT Thái màu vàng nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm chân mới được mua giá này ha. Rồi bộ vàng nha, KT Thái 69k, chị nào lấy chốt trên mã 69 nè. Ok chị Bích Chi nè. Ok chị. Rồi chị nào lấy chốt trên mã 69 nè. Trời ơi cái bộ màu vàng này mặc rất là trắng da nha. KT Thái 55 cứ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy chốt trên mã vàng 69 nè. Bộ vàng 69 ngàn nha. Chốt cho em mã vàng 69 nè. Chị em nào đang xem live thì chấm tương tác thì trên với nha. Hôm nay cái lực tương tác của nó quá yếu đấy, chị nào đang xem thì chấm tương tác thì trên nhá, mạng có yếu mà trên thấy mọi người im lặng quá. Chị em nào mình đang xem live thì mình nhớ chấm tương tác nhiều thì trên với. Hôm nay trên đau họng quá trên sẽ nói ít đi nha, mà thấy mấy chị im quá không? Áo thun giấy nha, áo thun giấy 10k, chị nào lấy chốt thì trên mã 10 nè. Mã 10 10k nè. Mã 10 10k nha. Mã 10 10k nha, chị nào lấy trước thì em mã 10 nè. Trời ơi có nhiều mã đẹp vậy mà không phải chờ chốt luôn á. Rồi xếp nè. Chị Soraya, bộ em đang mặc còn chị ơi. Bộ em đang mặc còn nhưng mà size L nha, còn size L với size XL thôi. Rồi set này, set size 31 nè. Size 31 quần đùi size 31 là một cái áo thun cổ tim cực kỳ đẹp luôn nè. Trời cái màu nó rất là đẹp luôn.
đẹp dã man luôn. Đó, size 31 này, nguyên set này, nguyên set này 79.000 thôi nha. Chị nào lấy chốt giùm em này, set 71 nè. Chốt giùm em set, set 79 nha. Set 79 size 31, chị em nào đang xem live thì chia sẻ live giùm chân nhá. Chia sẻ live giùm chân một lần lên trang cá nhân và nhiều lần lên các hội nhóm giùm chân nha. Rồi, chị nào lấy thì chốt giùm chân size mã 79 này, mã 79 size 31 này, trời ơi, quần đùi rin đẹp lắm, quần rin đẹp lắm nha. 79.000 mà nguyên set luôn, quá đẹp luôn ạ. Cái áo thun này rất là đẹp ha, mặc rất là trắng da luôn. Rồi chị nào lấy chốt trên set 31.000 ạ. Rồi set 31.000 nha. Size L 59 kg vừa không ạ? Vừa cho chị lấy size XL đi. Có size XL á. Có size XL, sorry ơi. Màu trắng rất là đẹp nhá. Áo xô nha. Áo xô 45.000, chị nào lấy comment trên xô 45 nè. Xô 45 màu trắng nè, 50 kg đổ lại mặc vừa, comment trên xô 45 nè. Áo vải xô rất là đẹp nhá, 45k nha. Chị nào lấy cho trên xô 45 nè.
Vải xô 45 nhá. 45 ngàn 55 cái ở loại một vừa. Sao chị Thùy Thị Kim Phạm ơi? Hello chị. Rồi chị nào lấy cho mình chân xô 45 nè. Ok, bộ mặt sai lời chị. Về rộng bụng thì bóp bụng lại giùm em nha chị. Mỗi mặt 85 ngàn á. Quần đùi da chị, hôm nay đâu có quần đùi da đâu. Hôm nay em like set nha. Hello tối. Tối hả? Ok, để ráng like để tối chuyện đó gặp. Rồi set nha, chỗ set này dễ thương lắm nè. Set này rất là dễ thương nè, trời ơi. Đẹp chưa? Size S chắc luôn. Set dễ thương quá, size S nha, 79k nè. Em Quỳnh nè. Em đang ở đâu á? Mọi người đang ở với nhau hả? Rồi set nè, 79k, trời ơi, một cái quần quá đẹp luôn nhá, một quần dạ size S nè. Set này cực kỳ đẹp luôn ha, 79.000. Quần dạ size S, chị nào lấy comment cho set S nha. Set S nha, cực kỳ dễ thương nha. Đang cà phê hả? Chị nào lấy comment cho set S 79k này, set S rất là đẹp luôn. Đang lên set bộ này em ơi. Đang cà phê hả? Sao hôm nay đông đủ vậy? Rồi chị nào lấy comment cho set S, cái set đó đẹp lắm. Mua tối mặc đi chơi là đúng bài luôn, y bài luôn. Chuẩn như Lê Duẩn luôn. Đau cổ quá. Set đó đẹp, quần nó sẽ đáy mặc được á. Rồi set chân váy da nè. Set chân váy da size M nha. Trời ơi, cái set này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Set chân váy da size M nha. Chị nào lấy chốt hình chân M 85 này, rất là đẹp luôn. Áo rất là đẹp ha. Áo theo hình thỏ theo nè. Rồi chia sẻ giùm chứ. Đừng có chia sẻ chuối vô nữa nha. Đang cà phê hết luôn hả? Rồi chị nào lấy comment trên set 85 này, comment trên M 85 nha. M 85 85 ngàn nè. Comment trên M 85 85 ngàn nè. Chân váy da chị. Chân váy da chị. Hôm đang coi mẹ quay như trong trong. Quần đùi có nhiều, có set đùi á nhỉ, có nhiều set đùi đẹp lắm. Bây giờ mẹ nó mới chạy được mẹ. Mọi người ơi, comment nhiều nhiều một chút xíu thì khỏi bị ẩn bình luận, với lại là để comment nó chạy nha. Rồi quần rin nè. Quần rin baggy nha. Quần rin baggy size 28 này, quần baggy size 28 giống như dạng như hôm qua trên mặt á, mà cái quần này nó không có cái dây ở trên á. Quần baggy size 28 nha, vải rin rất là đẹp luôn. Quần baggy size 28 79k nè. Cho chị đi size M chị mặc vừa không? Size 28 quần baggy nè. Chị mới nói bao nhiêu tiền á? 79. Quần baggy size 28 này 79k nha, em coi còn size gì nữa nè. Đau cái họng quá. Có size 31 nữa nè mấy chị ơi. Size 31 thì khoảng cỡ 60kg mà cũng vừa á. 31 60kg mặc vừa, còn baggy mà nó không có co giãn nha. Quần này mặc đẹp lắm. Quần form baggy giống như form hồi chiều quay trên mặt trên live á. Quần jean chị vừa không? Vừa chị ơi, 79k. 79k em coi còn size gì nữa nè. Có 3 cái mà không biết có size gì đấy, size gì đấy, size gì. Chị Liên Bùi ơi, 59kg vừa size này chị ơi. Size 28 không biết là chị mặc vừa không chị ơi. Chị gì nhỉ, quên rồi. Chị Thùy Kim Phạm gì ơi. Size 31 nè. Size 31 là cho 59k chị Liên ơi. Chị Liên Bùi cho em số điện thoại với.
lên mùi trên xuống thoại, lên xuống thoại dùm chân mấy nha. Chị ở cứ giúp thầy đâu chị ơi. Có size 28, Võ Thị Ngọc Dung ơi, 79.000. Chị 55kg chắc mặc size 28 vừa rồi. Size 28 chắc vừa chị, 79k nhá. Chị Liên Bùi nè, có size 26, không có size 26, 79k nhá. 79k cho chị Liên Bùi nè. Lên xuống thoại dùm chân chị Liên Bùi ơi. Chị Liên Bùi ở khắp, cứ giúp thầy các tỉnh vậy. Không có size 26 bé ơi, có size 28 à. Size 28 à. Quần này về mặc chắc phải bóp vô, còn đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Trời ơi, chất rin bao đẹp luôn nha, chất rin cực kỳ đẹp luôn. Đẹp cực kỳ mà có 79 ngàn, còn size 28 thôi. Chị lấy size 28, ok em chốt chị size 28 nè. À chị có đơn rồi hả? Chị nào có đơn rồi ghi chữ dồn dùm chân nhé, tại qua giờ chân không có nhớ. Rồi. À, Thủy Thị Kim Phạm nè. Không có sai, chính chị còn cái thôi. Quần chị đang mặc á hả? Quần chị đang mặc hết rồi. Khách tỉnh hả? Quần trên đã chân, quần trên đang mặc còn lộ lộ. Quần trên đang mặc hết, có sai nhỏ rồi, có sai lớn thôi nha. Form là lưng cao, quần baggy á. Cái này mặc rất là rộng luôn, chân phải bó làm sao nè. Quần trên đang mặc không? Giờ bạn à, quần trên đang mặc bán cho chị 55 ngàn đi không? 55 ngàn nhưng mà chỉ còn size XL thôi nhá. Quần trên đang mặc vải rất là thích luôn, mặc rất là sướng luôn, vải nó rất là co giãn. Nguyên set 85 ngàn. Bộ giống em hết rồi, còn quần hay lấy quần mặc đi dạy đi lễ chị ơi, có quần chị mặc vừa đó. Có quần đó chị mặc vừa á, 55.000 vải mặc bao thích luôn, vải mặc rất là đẹp luôn á. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này đổi phai hậu. Rồi áo phong rộng dấu quần nè. Áo phong rộng dấu quần thương Quảng Châu nha. Áo Quảng Châu nha. Đây ạ, à, phong rộng dấu quần. Hello chồng yêu. Quần 55 ngàn nha chị nha. Nãy giờ nhiều set nhỏ lắm baby ơi. Hai Võ Thị 45kg mặc rộng chị ơi. Lấy quần ok chị Kim Phạm nè. Rồi áo thun Quảng Châu. Áo thun Quảng Châu nha, 45k nha. Full thun form dấu quần nha. Rồi chị nào lấy thì comment dùm chân nè. Comment dùm chân trắng 45 nè. Trắng 45, 45 ngàn chốt cho chị Thầy chị Kim Phạm. Chị Hai Võ Thị ơi, mẹ chị bị sao á? Quần 55 ngàn quá rẻ, quá đẹp luôn. Em còn một cái size XL thôi. Chị lên bù chị lấy á. Size XL luôn đúng không? Ok chị nè. Còn quần xếp quần trắng áo đỏ không? Nhớ chết liền á con gái ơi. Rồi áo này 45 ngàn Phương Quảng Châu. Chị nào lấy chung trên áo 45 nè. Hàng gì hợp em không? Có set nhỏ bé bé quần ơi, có set nhỏ em ơi. Có set nhỏ bé ơi, chờ chị xuống xíu nha. Hôm nay chị hơi mệt nên là like hơi chậm chút xíu cả nhà nha. Rồi nha. Set ông quên lại xin lỗi. Chân váy nha. Chụp hình gửi qua liền đi, tôi vô tôi coi thử coi. Tí la không hết mà thôi, trong đây con đi. Hôm nay nhiều về nhiều set mới nữa. Rồi chân váy size S nè. Form dài nha, mặc với váy trắng đóng thùng rất là đẹp nha. Size S nha. Chị nào về không thích thì mình có thể cắt lên ạ. Không thích mình có thể cắt lên nha. Rồi váy này 50k size S nè. Chị nào lấy comment trên S55 nè. Đó, vải bố caro rất đẹp luôn. Comment trên S55. Cái này mặc cái áo thun trắng rất là đẹp luôn. Comment trên mạng S55 nè. S55 55 ngàn quá rẻ luôn ha. S55 nè. Size S59k nè. S59k nha, quần jean màu trắng size S59k. Chị nào lấy comment trên S59 nha. S59 nha. Comment trên mạng S59 nha.
Việt Em. Ủa sao bé nói đưa cái váy lên cho chị xong thấy đưa. Wow. Một cái áo này, set này, một cái áo. Và một chân váy da, wow. Ở trong có quần nữa. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Set chân váy da quá đẹp luôn, 85.000 nha. Set này size không? Set chi nhỉ? Size M, chỗ set M đẹp quá. Hey, hey bé Thư, size M quá đẹp luôn mấy chị ơi, 85.000 thôi nha. 85.000 là chỗ cái áo đẹp quá. Này chị này, áo rất là dễ thương luôn, nguyên set như vậy 85.000 quá rẻ luôn hả? Ok baby. Rồi chị nào lấy comment trên set 85 này, M85 nha. Màu bò quá tuyệt vời luôn, này mua mặc Tết là được rồi đó mấy chị ơi. Xanh hài mặc Tết là vừa đi mai mốt Tết mua sẽ rất là mắc. Comment trên M85 nha, size M85.000 rất là đẹp luôn. Mua cái chân váy da này không, bình thường mua chân váy da này không cũng đã mấy trăm ngàn rồi. Hết rồi baby ơi. M85 này sẽ đẹp quá hả bé Thư, em thích xem sẽ nào thì lấy đi rồi mai mốt chị gửi qua cho. Minh Thư ơi, cho số điện thoại Minh Thư ơi. Set đó có size L mà màu veo này mấy chị ơi. Khi nào qua có đơn rồi ghi giùm em chữ dồn nha, mà không có đơn thì nhớ cho số điện thoại giùm em nhé. Lên số điện thoại giùm trên đi mấy chị, set đó hết rồi Hậu ơi. Lô set nào về là bán hết lô đó nhá, này lô mới về luôn. Rồi đây là áo nha, một cái chân váy màu rêu nè. Size L này trời đẹp quá. Màu rêu mặc cũng rất là sang chảnh nha. Size L này 55kg mặc vừa nha. Mẫu 7kg vừa nha baby. Vừa nha. Rồi màu rêu này, màu rêu cũng đẹp lắm nha. Này 55kg mặc vừa nha. Màu rêu này 55kg mặc vừa, chị nào lấy trước trên mã rêu nè. Chứ hình trên mã rêu nha. Rêu 85.000 này, 55kg vừa này, mã đẹp lắm, màu rêu cũng rất là sang ha. Hậu ơi, có set nhỏ đẹp này Hậu ơi. Uyên Tú nè. Em chốt set đây là chị Uyên Tú. Mấy chị ơi, cho điện thoại nhớ cho số đúng giùm em nhé. Có nhiều chị cho số sai em gọi không được á. Thì em inbox điện thoại cho em ở cạnh nhà chị. Ủa, ở cứ giúp là ở cứ giúp qua lấy giùm tôi luôn đi má. Tương tố 85k. Cảm ơn Mai Xuân Phồn nhé. Bé Hảo ơi, cái set này đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn nè. Một cái áo trắng nha. Và một cái quần đùi nè. Quá dễ thương luôn. Quên mất. Bé Hậu ơi, xét này em mặc đẹp lắm. Size S nha, size S nè. Size S 79k, chỗ xét này quá đẹp luôn. Mấy chị ơi, nhìn quần nè. Cái quần tuyệt vời luôn á. Em chào anh, à, em chào anh Khanh Trần nha. À, chân nhanh tay lên chữ. Đẹp lắm. Hôm nay, do là hôm nay chị quá là đau họng đi với lại đêm qua giờ không ngủ nên là hơi bị mệt nên là nói hơi được ít với lại nói hơi nhỏ chứ không là nói banh nóc nhà là sẽ hưng phấn lên liền à. Để nói banh nóc nha. Rồi chị em này mình đang xem live trên thì mình chia sẻ live trên nhá, chia sẻ trên một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm để được mua cái giá này nha. Ok. Rồi bây giờ chị sẽ lại wow. Hết sạch con vải luôn. Quần băng nóc nhà luôn. Chị ơi, Ngọc Trần ơi, hàng hôm trước ở trong cốp xe của tiền rồi. Thế nhớ bạn đã phạm về cho baby. Quần bao ngầu luôn, bao cool luôn, bao chất luôn. Size M nha baby. Size M nha mấy chế. Size M nha. Quần Rinrad size M nè, 79.000. Chị nào lấy comment giùm em quần M nha. Quần này là quần, quần này là quần vừa què vừa lũng. Rồi chị nào lấy nè.
không cái đồ của Ngọc Trần hôm bữa ở trong xe của bà Tuyền rồi. M79 nè, chị nào lấy comment thì em M79 nè. M79 nha, còn nhiều set đẹp lắm, để lô set ra cho. Comment giùm em M79 nha nha. Con này mặc đau chết luôn. Rồi, chế nào đang xem like, chia sẻ like giùm em với. Đang xem like, chia sẻ like giùm em với nha. Set này dễ thương lắm nè. Set này rất là đẹp nè. Thôi, đừng buồn. Rồi set nè. Set nha mấy chị, áo thun nè. Với lại một cái quần nhá. Quần này là quần form suông á. Alo. Alo. Dạ em nghe ạ. Ủa chị, cho em hỏi phải số chị lại em chị. Số ai chị ơi? Ừ, số chị lại. Lộn số rồi chị. Rồi set viên trắng nha. Set viên trắng 85.000. Chị nào lấy thì comment giùm em trắng 85 nè. Comment giùm em trắng 85 nha. Vải rất là đẹp luôn, vải bao đẹp luôn. Quần này mặc lên rất là dễ thương ha. Trắng 85 nè. Comment giùm em trắng 85 nha. Comment giùm em trắng 85 nha. Cả nhà chờ em 30 giây nhé, chia sẻ like giùm em với. Rồi chị nào lấy comment giùm em trắng 85 nha. Có set xe A không chị, là sao? Bên Tú ơi, bên Tú có lấy set trắng không ha? Chốt cho bên Tú nha. L70 nè, size L70K, chốt giùm em L70 nha. L70 70.000 nè. Size L70 70K nha. Rồi chị em mình đang xem like, chia sẻ like giùm Trinh nha. Chia sẻ like giùm Trinh nha chị nha. Wow. Set này dễ thương lắm nè. Set nè, một cái áo vải. Vải này gọi là vải gì nhỉ? Vải cắt len á. Chị em nào mới vô xem like, chia sẻ like giùm Trinh với nha.
chia sẻ like giùm em với nha mấy chị. Rồi set nè. Đó, một cái áo với lại một chân váy xòe cực kỳ dễ thương nè. Set áo với chân váy xòe cực kỳ dễ thương luôn, 85k luôn hả? Chị nào lấy comment giùm em set nè. Set này à. Set này size M nha, khoảng 50kg mặc vừa nha. 50kg mặc vừa này, set rất là dễ thương luôn. Set rất là dễ thương luôn, size M này. Chị nào lấy comment giùm set 85 nè. Set xòe 85 ngàn nha, vải rất là đẹp luôn nhá, vải cực kỳ đẹp luôn cái áo này. Giá trị lắm luôn đó, cái giá này ra ngoài shop mua phải 100 mấy luôn á. Rồi, set váy bò này rất là dễ thương nè, mặc xòe rồi mang với giày bata màu trắng rất là cực kỳ đáng yêu luôn. 85 ngàn size M nha, chị nào lấy chốt thì trên mã M nè. M 85 ngàn nha. Cho xem đúng không ạ? M 85 nghìn. Wow, váy này dễ thương à. Váy này rất là dễ thương nha. Đó, một cái áo thun nè. Và một cái váy yếm ở ngoài. Set yếm nha. Đây ạ, set yếm này 79k nha. Set yếm 79k, chị nào lấy trước trên set yếm nè. Set yếm này bầu bì bon chen cũng được nha. Set yếm này bầu bì 5 tháng đổ lại mà khoảng cỡ 4 mấy ký mà bầu bì cũng bon chen được nè. 79k cho set yếm nha, rất là dễ thương nha. Vải cát len mặt rất là mát nè. Ở dưới xòe nè. Đó, ở dưới đưa cá xòe nha, 79k nha. 79k này 60kg đổ lại mặt vừa nè. Chị em nào lấy chất trên mã 79 ngàn nha. Xét yếm chốt cho Vi Thúy nè. Chị em nào đang xem like thì chia sẻ like trên mấy nha. 79k nè. Xét yếm nó rất là đẹp luôn. Em còn một xét yếm nữa nha. Chị nào lấy thì chốt xét yếm nè. Xét quần đùi thể thao dễ thương lắm nè. Ồ, dễ thương chưa? Xét nè, quần đùi thể thao dễ thương lắm. Quần đùi thể thao rất là dễ thương nè. Trời ơi, áo dễ thương chưa? Áo dễ thương chưa nè. Trời ơi, áo rất là cưng luôn. Rồi, xét này thì khoảng cỡ set này size M nha, cái này size M nha, 79 ngàn luôn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em set nè, dễ thương chưa? Cái áo siêu cưng luôn. Comment giùm em set nha, set hình nha, comment giùm em set hình đi. Set hình 79k nha, chị nào lấy comment giùm em set hình nè, rất là dễ thương luôn, một cái áo tay dài và rất là đẹp, một cái quần đùi mặc rất là đẹp ha. Chị nào lấy chốt giùm set hình nè. Rồi set quần nè. Rồi set nha. Set nè. Set nè, áo sập với lại quần đỏ, cái quần đẹp lắm, cái quần vải rất là dày, rất là đẹp luôn, quần có co giãn luôn nha. Set đỏ 79.000 nhá, size M luôn. Size M 79.000 cho anh chị xem gần chất nè, rất là dễ thương luôn. Chất rất là đẹp luôn, 79k thôi nhé. Chị nào lấy chốt thì trên mã 79 nè. Chị nào lấy chốt thì em mã 79 nha. Mã 79, 79 ngàn. Có chị em nào mà mình đang xem không? Chị nào chị, mình đang xem thì chấm tương tác giùm em với nhé. Dễ thương quá. Size S này, set S này đẹp lắm. Cái chân váy quá đẹp luôn. Mùi gì giống
giống mình quá rồi. Khi nào nào chọn đơn một ráng chọn đủ đơn nhá. Em like buổi trưa nay thôi, buổi chiều nay là em đi đơn luôn nha. Rồi, chỗ xinh thì đẹp nè. Áo rất là đẹp luôn nha. Áo váy đóng thùng này, size S nè, chỗ đẹp quá, 85 nha, set S nha. Chế nào lấy thì comment nhập trên set S 85 nè. Dễ thương chưa? S 85 nha. Cầm comment giùm em nè, S 85 nè. Quá đẹp luôn hết. Cái váy rất là đẹp luôn. Cái váy siêu đẹp luôn nha, 85 ngàn này, coi có quần bên trong không? Không có quần bên trong này, set S nè. Rồi set S 85 này, chị nào lấy comment giùm em set S nha, 85 ngàn rất là đẹp luôn. Mai về hả Vy? Comment giùm em nè, set S nè. Ngay sao á, toàn xét đẹp không mà không thể ai lấy luôn á. Trời ơi, áo cô gái dễ thương lắm nha. Toàn xét đẹp không mà không thể bà nào lấy luôn. Rồi xét size S nha. Có. Ủa nãy bạn lấy đầm 79 là có đầm đó bầu mặc được thôi. Rồi nha, set nè, size S nè. Chân váy kaki màu đỏ đô siêu đẹp luôn. Có co giãn chút xíu nha, có size S, cái size L hay sao á. Rồi set này 85 ngàn luôn, váy quá đẹp luôn nha. Set 85 nè, size S nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cầm mấy em set 85 nè. Cầm mấy em set 85 nha mấy chị. Rồi chị nào đang xem like thì nhớ chia sẻ like giùm Trinh nhé, nhớ chia sẻ like giúp Trinh nha. Cái này hôm qua mấy chị chọn, cái này hôm qua mấy chị chọn quá trời chọn nè, size L. Set này mặc bao chất luôn, rất là đẹp luôn. Trinh cũng lấy mặc nữa, rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn á. Một cái quần jean và một cái áo dễ thương cực kỳ luôn. Set S 85 sơ mi trắng cho mấy đen em. Chị không biết là còn nữa hả ơi, không biết là còn nữa không chị ơi. Rồi xếp này size L nha mấy chị nha. Size L này khoảng cỡ 50 57 kiểu mặc vừa, từ 55 tới 57. Em mặc cái này hơi rộng. Chị ơi chọn đi em hết set đó là set đó con set hả. Rồi size L 85 nè, vải bao chất luôn, một set như thế này nha, 95 ngàn. Ok. Rồi 95 ngàn set riêng luôn hết. Chị nào lấy cầm mấy dù em set 95 nè. Quá đẹp luôn. Đằng sau nè. Đồ chị mặc còn nha. Đồ chị mặc 53kg, 53-54kg vừa nha. Rồi comment giùm em nè. L 95 nha, size L nha, 95 ngàn. Set này rất là đẹp luôn. 57-58kg mặc cũng vừa nữa. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em L nè. Chị nào lấy bộ em đang mặc thì cầm em bộ mặc nha. Rồi cái này 95 ngàn, rất là đẹp luôn. Đảm bảo ra ngoài không có mua cái này với giá 95 ngàn đâu.
Mặc đẹp lắm, hôm qua em lấy xếp mặc nhưng mà em mặc thì hơi rồi. S85 Hà Võ Thị ở chốt cho Hà Võ Thị rồi nha. Đồ xếp này dễ thương nè. Ok, bộ mặc chốt cho Vi Thủy nè. Xếp nha, dễ thương chưa? Xếp nè, dễ thương lắm, cái này là set zoom nha. Set zoom nè. Set zoom 79k. Set zoom 79k nè. Cái này khoảng cỡ 52kg vừa nha, 52kg vừa nha. 52kg cao mét 6 vừa nè. Rồi 79k zoom nè. Set zoom nha. Comment cho em set zoom nè. Hưng trả lời giùm đi Hưng ơi. Comment cho em set zoom nha. Xếp dùm 79k nha. Bộ dung chất cho Vi Thủy nè. Giống như set set đen hộp này S mà size gì đây? Size L. Em coi có size S không nha. Có size S, có size L nè. Set giống set hộp này S mà là. Chị Lan nhìn ơi, lên số điện thoại đi. Bán hàng không sale like được hả? Chán thế sao chán. Lan nhìn ơi, lên số điện thoại giùm em nha. Rồi đó, mấy chị ráng chọn hai đơn em đi nha. Rồi set S nè, đẹp quá là đẹp luôn, có size M, size L luôn nha. Set này rất là đẹp luôn. 85 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment cho chị S85 nha. Size, set này quá đẹp luôn. Set này cực kỳ đẹp luôn nè. Áo rất là đẹp, chân váy cũng rất đẹp luôn. 85 ngàn nguyên set, quá tuyệt vời luôn. Set 85 nè. Cái này là S nha, cái này size S nha. Còn này em coi size gì nè. Size XXL nha. XXL thì chị làm khoảng cỡ 58kg mặc vừa nè. XXL nè. Chị Vi Thủy L85 hả? Em chốt cho chị Vi Thủy này L85 nè. Rồi còn size S với size XL nha. Cái này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Về nhận hàng đảm bảo. Chỉ có khen và khen thôi. Rồi 85 em còn size S nè, em còn size S với lại size XXL nè. Đây chị, áo này, áo đẹp lắm nè. Áo rất là đẹp. Áo vải như kate. Áo rất là đẹp nè. Chân váy nè. Rồi em còn size S với lại size XXL thôi. Chị nào mà mua size rộng về mặc thì cố gắng bóp giùm em ha. Sợ chật thôi chứ còn rộng thì không lo, rộng thì bóp lại. Rồi, chị nào lấy ạ. Chị La nhìn em thấy số điện thoại chị rồi nha. La nhìn ơi, ráng chọn thêm đơn nữa cho đủ đấy nha chị ha. Em cứ chị La nhìn. Đợi 9.000 dâm cho chị La nhìn. Chị nào lấy chốt trên này, đen 45 này. Đen 45, 45k nha. Đen 45, 45k này. Đen 45, 45k áo thun Thái nha, áo thun Quảng Châu á. Áo thun 25 ngàn nhé chị nào. Áo thun 25k này, chế nào lấy thì chốt dùm trên mã 25 nè. Mã 25, 25 ngàn nha.
set này, set quên lộn. Đồ bộ nha, đồ bộ rất là dễ thương quá. Đồ bộ hồng dâu này đẹp lắm. Hồng dâu này mua của khách mà khách không nghe máy thì còn á, bộ này bữa nay hết rồi. Đây ạ, bộ đùi này, đen 45 ok em chốt cho chị Lan nhìn nè. Bộ dâu nha, 55 cái độ lại mặt vừa nha. Đó, bộ ca tê thái dễ thương không? Màu hồng dâu rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi chốt giùm em nè, bộ 59.000 chỗ dễ thương quá. Màu hồng dâu rất là dễ thương luôn nè. 59.000 ca tê thái, 55 cái mặt vừa nha. Bộ dâu nè, bà Vi ơi bà sau rồi. Chốt giùm em mã bộ dâu này có màu đen hình khác thôi. Đen mèo này, đen mèo cũng vải đó luôn, cũng thái luôn, xì luôn này. 45 cành. Rồi ai lấy này cho em trên mã đen mèo 45.000 nha. Đen mèo 45.000. Gọi qua anh được tại vì em đang la rồi. Ừ, để anh gọi cho cô là gói hàng ấy. Anh đi nước cho ông đi nha. Rồi còn đen mèo thôi nha. Cái này là siêu cưng luôn á. Đây là màu gì nhở? Màu bò, siêu đẹp luôn. 45.000 này, chị nào lấy chốt cho em mã bò này. Mã bò 45.000 nha, siêu yêu luôn. Mã bò này bạn không lấy nhanh là ổn luôn á. Cái này của khách cho số thoại sai á. 45.000. Nghi bà chốt nó luôn á. Rồi cam nè, cam 45.000, màu này mặc lên rất là chảnh da nha. Cam 45 nè, chế nào lấy chốt cho em mã cam nè. Cam 45.000, bò 45.000, cam 45.000. Chắc là em hẹn 1 giờ em like nha. Em nghỉ khoảng 1-2 giờ em like nhé. Bò là chị ơi, còn màu cam thôi, còn màu cam với lại màu đen thôi, hết bò rồi. Mấy cái áo là áo của khách á, họ không nghe máy á chị. Đó là đơn áo thái hết từ bữa giờ rồi. Cam 45 cho chị Phương Nguyên nè, chị Phương Nguyên đã nhận được đơn chưa? Tiếp hoặc là có thể là em cứ nghỉ em đi đơn ha, tại vì hôm nay hơi mệt. Đó, chị nào mà chọn được một đơn đó thì inbox cho em nha. Mấy chị nào đang có đơn em thì inbox địa chỉ giùm em với nha. Sao đó chồng, bây giờ nghỉ nha, tại vì giờ mệt quá. Nếu như mà em không mệt thì 1 giờ em lên live. Còn nếu như mệt thì chị nào hôm nay có đơn thì em đi đơn ha.
hẹn một giờ lên live nha.